Dạ, Châu xin kính chào quý ông bà cô chú cả nhà đang xem kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Dạ, thì video này Châu quay cùng ngày với video đi xuống chú của Hana về. Thì bây giờ là Châu với cô Út đang ở trên đường đi kiếm cái tiệm, cái chỗ mà người ta mua, hỏi mua cái nước si rô chanh dây nè. Thì đây là cái chai nước si rô chanh dây Châu nấu hôm nay thì Châu bỏ tủ lạnh á. Thì hôm bữa bạn của cô Út lại, cái chị đó thì làm bên bảo hiểm, thì cô Út cũng có hỏi thăm về một chút cái bảo hiểm này kia của ông xã Châu á. Thì bữa đó chị lại thì Châu có cho tặng chị một chai nước si rô, không xong rồi cái chị đem về chị uống, rồi cái chị cũng chia sẻ với bạn bè đó, giới thiệu nói đầu là nước si rô ngon này kia đó. Nên là cái người quen của chị á, thì hỏi mua, tại vì uống thấy ngon rồi cái hỏi mua cả nhà, rồi cái hỏi mua xong rồi cái chị đó mới liên lạc với cô Út, là hỏi cô Út là Châu có bán hay không, cũng như là có còn hay không, có bán hay không, có người hỏi muốn mua. Thì lúc đó cô Út hỏi Châu á, cái Châu nói thì mua thì Châu bán thì vẫn còn. Nên là hai chị em đi kiếm đường đi hồi nãy giờ nè, thì cũng vòng vòng ở chỗ Châu sống á, nhưng mà kiểu như là có chỗ, nhiều chỗ thì cô Út cũng chưa gành lắm, mà chỉ qua điện thoại thì cũng không được rõ đó. Nên là hồi nãy giờ hai chị em đi kiếm vòng vòng mà chưa có gặp. Tội nghiệp cô Út đi xuống chú về cái là cũng còn ít thời gian, định đợi về tới quán ăn ngủ mà phải đi bán nước si rô giùm cho Châu nè. Giờ đi tìm hồi nãy đầu tiên lại chỗ này rồi mà nói không phải nên đi tìm chỗ khác hả? Đi đâm mê mười á. Rồi tìm thấy rồi. Hãy subscribe 언니가 하는 거라 베트남 거라서 맛있더라고요. 감사합니다. 감사합니다. 뭐뭐해 좋아해. 빨리 와. 30.000. Chip về buôn tự đi mà machine tọt mua cà kê hả ni à nè mua cà kê sen cạc na bán được 30.000 ông bà cô chú ơi. Của mẹ hả? Của mẹ. Không, nó hỏi có mẹ hay của cô. 30.000 này là được gần 600.000 tiền Việt Nam. Rồi giờ đi về.
Dạ, giờ buổi tối cũng chiều chiều gần tối rồi. Cô Út đang nấu đồ ăn. Thì hôm nay khi đi bán nước về thì Châu kêu cô Út nghỉ miếng đi. Cái Châu cũng làm lặt vặt úp chén đồ lên. Xong hồi thì giờ cô Út là chuẩn bị làm cái món gà nấu rau củ quả với tương ớt ở Hàn Quốc á. Thì hôm nay đi bán được chai nước xong rồi mua gà nấu món này ăn. Thì gà cắt chặt ra cục dừa dừa ăn nè. Rồi cái luộc sơ rồi giờ cái cô bỏ cái khoai tây vô nè. Cô cắt những cái rau củ bỏ vô. Thì cái món này cũng lần đầu tiên Châu thấy cô nấu luôn. Cái này là tương ớt, đường, tỏi. Nước tương ăn sống, nước tương nêm canh. Cô nêm vô đây rồi nè. Cô pha cái gia vị riêng vậy nè. Rồi hồi cô sắt những cái rau củ bỏ vô rồi sẽ rưới cái nước sốt này vô. Thì hôm nay nói là đi bán nước cả nhà. Mới đầu Châu tưởng đâu là đem lại cái quán người ta bán nước á, người ta mua để người ta bán thử. Nhưng mà không phải, cái chỗ đó là chỗ tiệm tóc. Người ta uống thấy ngon á, người ta kêu đem lại bán, hỏi người ta hỏi mua. Rồi cái người ta có nói là sau này người ta uống hết rồi người ta muốn mua nữa thì có được hay không. Cô Út nói nếu vậy thì nói cho biết rồi sẽ nấu rồi đó. Thì cái chai nước đó đó cả nhà là 1,5 lít. Châu bán được bao nhiêu tiền đó đó. Rồi cô Út đã bỏ những cái rau củ vô xong, đổ cái nước sốt vô nè, và đổ nước vô nữa. Thì người Hàn nấu ăn rất là đơn giản luôn cả nhà. Như Việt Nam mình thì khi nấu gà làm gì nấu thì những cái rau củ nào mà nó mềm, nó dễ mềm á mình bỏ riêng để mình bỏ sau. Nhưng mà cái này cô bỏ chung hết một lượt luôn. Phay tây nè, củ cải đỏ nè, hành tây nè. Là bỏ chung vô hết trơn rồi cái nấu nè cô đổ nước vô nhiêu đây rồi, sắp sắp mà mặt ở trên nè rồi cái bắt lửa lên nấu. Qua đây thì có chuẩn bị một ít nấm đùi gà, một ít hành ba gô sắc sẵn, cái này bỏ vô sau. Dạ, cả nhà vừa Út mới đi câu bạch tuộc về. Vậy là phải mạnh nè, mạnh nè. Mạnh nè. Cô nói câu nhiều. Tú đi. Mình một mình dựng đi. Giờ cô làm luộc ăn. Giờ cho luộc hai ba con bạch tuộc. Hồi nãy đổ nước sốt rồi đổ nước vô cái là cô Út đậy nắp lại nấu luôn. Nấu được 20 phút rồi nè. Châu dở nắp ra coi thử. Nấu được 20 phút cô bỏ nấm với lại hành vô luôn. Trộn lên rồi bỏ nấm với hành vô. Cô Út xắt bạch tuộc ra. Cô kêu cho ăn thử. Bạch tuộc á, luộc sao mà thường thường á, luộc nó hơi có độ dai, cả nhà nó không có giòn. Giờ có bàn khách đang ngồi trước á, cô xắt ra hai dĩa cho bàn khách dĩa ăn dụng vậy mà nó ngon. Na nó lại nè, nó lại nó hỏi ngon không. Dạ nấu được khoảng 30 phút rồi đó. Giờ chín này cô Út xớt qua cái chảo vừa vừa gọn á, đang đem lên bàn ăn. Hôm nay có Dượng Út với bạn Dượng Út lại ăn nữa. Dắt lên miếng mè. Thế đó. Cho ra lên. Là cái. Cái ta.
Rồi lên bàn rồi, nhìn cái màu đẹp không cả nhà ơi. Xin mời cả nhà cùng ăn. Thì hôm nay có Dương Út với bạn của Dương Út á, nên là Châu cũng không có dám quay mặt. Thì cái món này cô Út, khi cô Út nấu là cô Út nói là ngày xưa á, cô Út nấu cái món này là số 1, là nói chung là ngon á cả nhà. Thì hôm nay cũng lần đầu cho được ăn luôn, nó ngon lắm cả nhà. Nó cay cay, ngọt ngọt, mặn mặn, mà nấu cũng đơn giản nữa. Nấu khoảng 30 phút là bỏ nước vô đậy nắp lại nấu để vậy thôi, chứ không có canh chừng gì hết trơn á. Nè thì nó đang ăn đùi gà nướng. Xin mời ông bà cô chú cùng ăn đây. Xin mời ông bà cô chú cùng ăn nha. Chừng gớt nha con. Ông bà cô chú ơi, ăn cơm xong hồi giờ ná đòi đi mua kem ăn nè. Hai mẹ con lại đi bộ lẹ lên đi. Ông bà cô chú tự đi mua kem như nào nha. Không thấy chó đó ông bà cô chú, nó mê chó vậy lắm. Thấy chó nó là cũng làm chó thế nào luôn. Giờ con chó làm sao đâu. Quắc quắc hả? Chó quắc quắc vậy đó hả? Chó ở Việt Nam nó làm sao? Chó ở Việt Nam nó sủa làm sao? À cái gì? Không biết. Wo wo. Wo wo hả? Wo 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 wo. Thấy chưa? Thôi à. Thôi ok. Ok. Nè ha. Đây. Không có kem đó. Kem khác cũng được. Rồi, lấy kem khác đi. Đây là không có kem nhiều. Năm hôm được ca ca mà 800 quân tiền Hàn, gần 16.000 tiền Việt Nam. Dạ ông bà cô chú ơi, dạ hai mẹ con na chuẩn bị về nè, nhìn nó nè. Nó nè, nhìn nó nè. Dạ về, con cho về trước rồi về nè. 9 rưỡi rồi, nay về sớm bữa rồi. Cô nói Châu chưa có thay dép. Cô mua cái thùng quýt nè cả nhà.
mua trái bự quá trời bự luôn. Cô nói lần trước mua ngon mà sao chiếc này mua nó không ngon, cũng cùng một chỗ luôn á mà có lần ngon lần không, kỳ vậy. Này giờ quýt là quýt trong người ta trồng trong nhà kính á. Rồi đi về con ơi, chào cô đi. Mình sao kaki ơ. Bữa nay hai mẹ con nay về sớm, cô chờ một chút nữa. Rồi thì cái video nè, xin chào mọi cô chú nè, cái video của hai mẹ con Na tới đây xin tạm dừng. Cái sống bà cô chú mời hẹn gặp lại video. Xin kính chào bà cô chú mời hẹn gặp lại video tiếp theo nha, bye bye. Cái gì nữa sao quá sao. Bà cô chú con xem dạ, thì xin cảm ơn, chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ. Kính chúc cả nhà luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mà cô chú thích cho Na một lượt đăng ký kênh nha. Bấm đăng ký kênh ủng hộ Na nha. Like cho Na nha ông bà cô chú ơi.